sau khi hình thái cự long chân chính hồi phục, lực phòng ngự thân thể mà ma long có được, xa xa không thể so sánh với ám dạ quân chủ lúc trước, lực lượng tầm thường căn bản không cách nào tạo thành sát thương đối với hắn. Mà tên này tự mang theo diện thế long tức, mỗi một cỗ khí tức xen lẫn với bổn nguyên năng lượng tối nồng đậm phun ra, đều dẫn đối với sinh mệnh thể gặp phải tiến công tạo thành thương tổn mục nát không thể nghịch chuẩn. ầm ầm Trên bầu trời, lại liên tiếp phun ra ba đạo long tức, quang cầu màu tím cực lớn mà cực nóng, tản ra lực lượng khủng bố khiến người ta hít thở không thông. Mau tránh đi, Long Khôn trước tiên phát ra hô hô, Vân Thư lập tức hạ lệnh, tất cả chiến sĩ huyền môn nhất mạch lập tức lui về phía sau. Đương nhiên, trong đội ngũ chỉ có hai tù nhân chiến tranh Thái Đạt và Ngài Tây cũng đều bị đặc thủ chiếu cố cùng mang đi, cũng không có đem hai người bọn họ lưu lại ở khu vực chiến trường hạch tâm chờ chết. Ngay sau khi mọi người lui lại không lâu, vị trí vừa rồi bọn họ dừng chân, rất nhanh liền bị một cỗ ám ám hỏa diễm vô cùng nồng đậm hoàn toàn cắn nuốt. Ngươi, thật sự tính toán đem Bắc Cương hoàn toàn hủy diệt sao? Chiếu theo phương pháp của ngươi, căn cơ sâu trong địa mạch Bắc Cương đều sẽ bị năng lượng hắc ám năng lượng mục nát, nơi này ngàn năm sau sẽ biến thành một mảnh đất chết. Từ dương lạnh như băng nhìn con ma long tùy ý phá hư không hề có cảm giác giác ngộ, lạnh lùng nói. Cái này cùng bản tôn có liên quan gì? nhân tộc hèn mọn của các ngươi dám chống lại bản tôn đây vẻn vẹn chỉ là một chút lãi mà thôi chờ bản tôn nghiền nát ngươi thành hư vô sẽ có kết quả thảm đạm chờ đợi bọn họ đây vẻn vẹn chỉ là khởi đầu của trò chơi này ha 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 mà lòng không kiêng nể gì cười điên cuồng nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới khí tức trên người từ dương lúc này cũng một lần nữa phát sinh biến hóa cử thải càn khôn chung bảy đạo thần quang nhất nhất hiện lên mỗi lần xuất hiện một đạo khí tức chiến lược tổng hợp trên người từ dương sẽ tăng lên một lần không giống nhau chính là lúc này đây trung hồn ngưng tụ ở sau lưng từ dương cũng hiện ra tiểu tử con giật này tựa hồ rất kiêu ngạo để cho hắn kiến thức một chút nhân tộc thần cấp lực lượng đi từ dương cũng bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười ngay cả người cũng kinh động trung hồn lão tử đang ngủ không ngờ con giật này liên tục đốt pháo cho lão tử nghe thật sự là chịu không nổi hắn này giật lớn người năng lượng thuộc tính tối dường như mạnh mẽ, đánh ta thử xem, thanh âm trung hồn thập phần hùng hậu, cùng khí tức của từ dương hoàn mỹ dung hợp thành một thể. Trên thực tế, trung hồn này nguyên bản ngoại trừ tiêu giao đạo quân gia, không có ý định trở thành thần khí ràng buộc của bất luận kẻ nào, nhưng khi hắn kiến thức qua thiên nhãn tâm cảnh của từ dương, dứt khoát lựa chọn đầu nhập vào trong ngực hắn. Có thể nói, đại lục mênh mông này ngoại trừ tiêu giao đạo quân, cũng chính là nha đầu tiểu hoa kia, từ dương chính là tồn tại duy nhất trung hồn phục tùng và tán thành ở trong mắt nó, cái gì Long A, à, Kỳ Lân A à các loại cũng chỉ là chuyện như vậy mà thôi, cẩn thận suy nghĩ cũng đúng là như vậy. Ngay cả nghịch thiên ma công đại thành, phong tụ kế thừa lực Kỳ Lân, sau khi hán thành công cũng sẽ thèm muốn cử thải càn khôn chung, đủ thấy năng lực phòng hộ của tên này, tuyệt đối có thể so với thần khí tồn tại. ầm ầm một ngụm ma lòng tức lại phun trào, không thiên vị tập trung vào trên người từ dương. Nhưng mà ngay sau đó, càn khôn chung liền dùng hành động thực tế của mình, dạy cho ma long này một bài học ba thất sắc nguyễn quang đem bản thể từ dương bọc giống như bánh trưng năng lượng ám thuộc tính của bản nguyên cự long vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt chạm vào thất sắc quang mang này đúng là sinh sinh bị phân giải thành vô số năng lượng thể nhỏ cuối cùng chẳng những không thể tạo thành một chút ảnh hưởng hoặc thương tổn cho từ dương ngược lại hình thành một tầng sáng thủ hộ ngừng kết ở mép ngoài thân chuông cái gì người này ma long có chút trợn tròn mắt hắn thật sự không nghĩ tới lực phòng ngự của chuông cổ lại biến thái như thế quan trọng hơn là chế độ phòng ngự của chuông này hoàn toàn bất đồng với các pháp khí phòng ngự khác cũng không phải là dựa vào bề mặt cứng rắn của bản thể tiến hành ngạnh kháng như thế nào mà là có được một loại công năng có thể phân giải chuyển hóa năng lượng thuộc tính ngoại lai đem lực lượng đến từ đối thủ nhanh chóng chuyển hóa phân giải điều này là một chút phóng đại bắt thấy khí tức ma long của mình đã không có tác dụng uy hiếp gì đối với từ dương ma long quyết đoán thay đổi suy nghĩ tác chiến hóa thành hình thái nửa người sâu về bản thể từ dương phải biết rằng nhân nguyên hóa long cùng long nguyên hóa nhân đó là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng cái trước xem như là năng lượng tiêu hao cái sau là một quá trình đem năng lượng cùng sức chiến đấu tinh luyện chuyển hóa giới hạn của con người làm thùng chứa cùng thân thể rồng làm thùng chứa hiệu quả có sự khác biệt giữa trời và đất lúc này ma long không thể nghi ngờ chính là phương thức biến tấu của người sau cường đại hơn ầm ầm ma long bán nhân hóa từ thái tập trung tốc độ cùng lực lượng trí cường một thân, người ngoài xem ra, ni mã này quả thực chính là biến thể của siêu cấp nhân tộc. Nếu không có nhiều nội tình gia trì, từ dương tự hỏi hẳn là cũng rất khó cùng ma long nửa nhân hóa này tiến hành thời gian dài chống lại. Tu la chi kiếm lại bắt đầu, chỉ là lúc này đây, từ dương khắc sâu ý thức được, trước khi không có được thiên sứ chi tâm, thức tỉnh thần lực chân chính hoàn chỉnh, mình đối mặt ma long là cường giả chuỗi thức ăn cao cấp nhất đại lục, ít nhiều vẫn có chút cố hết sức. Mà loại cố hết sức này, từ chiến lược phát ra cùng với phương diện thống trị của Từ Dương hai giai đoạn trước sau đều có thể biểu hiện ra ngoài. Lúc trước, Từ Dương cơ hồ là lấy tư thái càn quét nghiền ép đánh ám dạ quân chủ. Nhưng hiện tại, đối mặt với cự long đỉnh phong chân chính, Từ Dương đa nói chỉ là cùng đối phương chiến một nửa mở, tuy rằng không rơi vào thế hạ phong, cũng không chiếm được tiện nghi chân chính gì. Đáng sợ chính là, Ba long này đối với toàn bộ Bắc Cương chiến trường phá hư, đã không cho phép Từ Dương có càng nhiều cơ hội đệm, hắn nhất định phải tận hết khả năng, mau chóng đem ma long này chinh phục, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, đã đến lúc tái hiện tư thái đỉnh phong của mình rồi. Từ dương đồng trung hồn tâm ý thông minh, dưới thế công cuồng mãnh của nửa người hóa ma long, từ dương quyết định mở ra thiên nhãn tâm cảnh, dùng góc nhìn đại cảnh giới toàn diện khống chế phương thức, hạn chế thân pháp cực hạn của ma long. Dù sao lúc này đối phương có được tốc độ di động, đã vượt qua trình độ cực hạn mà chúng sinh đại lục có thể đạt tới, các trưởng lão huyền môn ở xa xa, cơ hồ ngoại trừ trình độ độ kiếp trung dài của băng lão đại gia bốn người khác đều không thể dùng mắt thường nhìn rõ quỹ tích di động của ma long ta ngất hiện tại ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy may mà có từ dương đại thần ở đây nếu không chúng ta những người này thật sự chọc giận người trưởng khống phía sau huyết màn nhất tộc này chẳng phải là ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết sao lôi trên ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm hư không luôn cảm thấy mình giống như đang xem một hồi đại chiến người ngoài hành tinh vậy loại đối kháng cường độ này khoảng cách với mình lại xa xôi như thế. Giống. Nửa người hóa ma lông lại một trường bổ xuống, nặng nề đánh vào kết giới cửu thải càn khôn trung trung hồn thủ hộ của Từ Dương. Lúc này đây, hắn đánh ra mười thành lực đạo, mạnh như trung hồn thủ hộ chi quang, đối mặt với áp lực thần cấp này, cũng bắt đầu run dậy, sắc mặt Từ Dương trở nên vô cùng lạnh như băng. Người, chết đi! Đợt này của Từ Dương quả thật là tức giận thật sự, chưa từng có ai dám làm càn trước mặt hắn như vậy. Khi hình thái bán nhân hóa ma long ám kiểu trước mặt bộc phát ra một đợt tiến công mạnh mẽ, mưu toàn đem trung hồn thủ hộ bên ngoài cửu thải càn khôn trung triệt để đánh nát, Tử Dương đại lão rút cục xuất ra uy thế khủng bố bá tuyệt thiên hạ của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, tu la chi kiếm trong tay Tử Dương rút cục dưới sự dẫn dắt của linh hồn hắn hoàn thành khai phong. Trời ơi, các ngươi nhìn đạo quang kia kìa. Chẳng lẽ đây mới là uy lực chân chính của thanh tu la chi kiếm này sao, ánh sáng như vậy đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy không sai đây mới là lực lượng chân chính có thể so với thần cấp bộc phát thì ra tu la chi kiếm chúng ta nhìn thấy căn bản cũng không phải là hình thái hoàn toàn lúc này kiếm phong chân chính phóng thích ra mới là mặt mạnh nhất của tên này tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ loại vũ khí thần cấp như tu la chi kiếm một khi khai phong cũng không chỉ là phong mang của nó càng cường hóa vài phần mà là đem thần lực ẩn sâu trong kiếm hồn lấy ra Trước khi khai phong, Tu La Chi Kiếm cho dù có mạnh hơn nữa, đội tình của Từ Dương cho dù thâm hậu, cũng căn bản không có khả năng phát huy ra lực lượng sánh vai thần cấp, nhưng thanh kiếm này một khi khai phong, lực bộc phát cực hạn không chỉ là chỗ giới hạn trên của pháp tắc đại lục này, mà là có thể đạt tới. Cấp bậc đồ long chân chính, nói cách khác, lúc trước Từ Dương có thể làm được, vẹn vẹn chỉ là cùng ma long ngũ ngũ khai mà thôi, mà lúc này, khi mũi nhọn của Tu La Chi Kiếm hoàn toàn triển lộ ra, hắn liền có năng lực đồ long quả nhiên ma long ám kiểu trước mặt cũng không phải hạng người tầm thường trong khoảnh khắc thanh tu la chi kiếm này hoàn toàn triển lộ ra hắn liền ý thức được nguy hiểm chân chính vùng mới hàng lâm không có bất kỳ do dự cùng trì trệ nào ma long ám túc trước tiên khôi phục bản thể long tộc của mình đem năng lực phòng ngự lại một lần nữa khôi phục trình độ tối đa hóa mà trong nháy mắt tiếp theo một kiếm của từ dương kinh thiên đã bổ xuống kiếm phong vô cùng khủng bố này phảng phất như muốn chém diệt tất cả năng lượng che khuất mình trước mặt trong phút chốc khi từ dương vung ra một kiếm này toàn bộ bắc cương vạn dặm cương thổ trên bầu trời hoàn toàn bị mây đen áp đè dày đặc bao phủ tất cả tầm nhìn ngưng tụ ở tám phương hướng bên này toàn bộ trở nên hắc ám ngũ giác của mọi người đều bị khí tức tu la thần vì này hoàn toàn che giấu kiếm quang này đập xuống trong nháy mắt mạnh như linh dao cùng long khôn dĩ nhiên cũng đều trước tiên mất đi ngũ giác bắt lấy năng lực trong thiên địa từ dương trở thành chú tể duy nhất mà trong con người của ám ám gốc ma lòng, một đạo kiếm quang màu bạc xuyên qua toàn bộ thiên địa lúc không chung hàng lâm. Nếu nói một kiếm này có uy lực khai thiên tích địa giống nhau, tự hồ cũng không quá đáng, bởi vì kiếm quang đi qua chỗ nào, hư không xinh xinh là bị cắt thành một đạo vô cùng thâm thúy màu đen trống rỗng, trong thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào trước tiên hoàn thành tu bổ. Tên này thật lợi hại, nhân tộc giới hạn bị người này lại một lần nữa làm mới, lúc trước cửu long thiên kiếp không có uy lực diệt thế hàng lâm, thật sự là một sai lầm lớn. Trong lòng ám ám ma long thủy trung vẫn dối dám vấn đề này, không biết năm đó cửu long thiên kiếp cũng có một phần tên này hắn chính là người khởi xướng cực lực chủ trương xóa bỏ tất cả chúng sinh toàn bộ đại lục mở ra lập trường kỷ nguyên mới của đại lục nhưng mà cuối cùng dưới sự kháng cự nhất trí của sáu con tổ long trong đó chủ trương này cũng không có thành lập cửu long thiên kiếp cũng vẻn vẹn chỉ là trong phạm vi ba ngàn đạo châu hàng lâm diệt thế kiếp nạn các lĩnh vực khác của đại lục cũng không bị lực lượng long tộc nghiền ép khu vực của tử dương tự nhiên cũng được may mắn thoát khỏi mà giờ phút này khi ma long ám kiểu này chân chính cảm nhận được thực lực tối đa cơ hồ vô tận trên người từ dương thật sự bắt đầu khủng hoảng hơn nữa vì quyết định năm đó cảm thấy hối hận đám ngu xuẩn này ta đã nói tuyệt đại thiên kiêu của nhân tộc càng ngày càng nhiều năm vạn năm trước hẳn là cho những người độ kiếp cảnh các ngươi gõ một phen hàng lâm một hồi kiếp nạn chân chính nếu không ngày sau nhất định sẽ uy hiếp đến sự thống trị của long tộc chúng ta mấy tên gia hoàng ngoan của bất linh kia liều mạng kháng cự hiện giờ ngược lại để cho những người các ngươi trưởng thành, ngay cả lực uy hiếp của long tộc chúng ta cũng đã không còn tồn tại nữa. Từ dương cười lạnh, nhìn ám kiểu ma long. Trên thế giới này căn bản không có gì là vĩnh hằng, long tộc các ngươi vọng tưởng vĩnh viễn thống trị đại lục này, căn bản là si nhân nói mộng, chỉ cần từ dương ta còn ở đây, long tộc các ngươi ảo tưởng, liền vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ thành công. Từ dương lúc này đã xuất ra thực lực chân chính mạnh nhất của mình, sau khi la Chi kiếm khai phong, mỗi một lần phát ra khí tức cường đại, đều sẽ tạo thành thương tổn vĩnh viễn thực chất đối với bản thể ma long ám kiểu trước mặt. Dù sao tu la bản nguyên có được bản năng dung nạp cùng cán nuốt hết thảy năng lượng ám năng lượng, bản chất mà nói, đối với năng lượng của ám chiều ma long này sinh ra tác dụng khắc chế cực mạnh. Đây cũng chính là ma long ám kiều có được thần cấp huyết mạch làm chống đỡ, nếu như là người điều khiển năng lượng ngầm khác, chỉ sợ đã sớm bị lực uy hiếp cường đại của tu la chi hồn đồng hóa rồi. Theo từ dương bộc phát thực lực đỉnh phong chân chính, trận đối kháng này cân bằng rốt cục cũng bắt đầu nghiêng về phía hắn mà trên bản thể ám hậu ma long cũng càng ngày càng hiện ra đủ loại vết thương rất nhanh tên này liền bị từ dương đánh cho huyết nhục mơ hồ long lân trên người cũng trở nên tổn hại không chịu nổi ha 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 tiểu tử ngươi cho rằng tạm thời rơi vào thế thượng phong liền có thể áp chế ta sao đừng quên ta chính là long tộc cao ngạo và ngươi chỉ là một nhân loại nhỏ bé thiên phú của các ngươi là thư không thể so sánh với chúng ta từ dương lộ ra một tia cười lạnh Long có nghịch lân, đụng phải nộ, cái gọi là nghịch lân, kỳ thật chính là nhược điểm lớn nhất của Long tộc các người. Từ dương vừa dứt lời trong nháy mắt, bản thân hắn đã xuất hiện sau lưng bản thể ma Long ám kiều, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí của ba đạo nghịch lân kia. Hôm nay, ta liền hái nghịch lân người, ta ngược lại muốn xem người đến tổ cùng có thể phẫn nộ đến trình độ nào. Từ dương thập phần bài xích các chủng tộc khác dùng ánh mắt miệt thị đối đãi Long tộc. Cái loại cào ngạo huyết mạch thần tộc bẩm sinh này làm cho từ dương thống hận không thôi. Hắn chính là muốn dùng phương thức như vậy, làm cho ám ám gốc ma long hiểu được, thế giới này căn bản không phải do bất luận cái gì nhất mạch có thể hoàn toàn chúa tể. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang tu la trong tay áp xuống, chỉ một cái đối mặt, liền đem lân giáp cứng cỏi của cự long xuyên qua một cái huyết động cực lớn. Cùng lúc đó, bản thể từ dương trực tiếp rơi vào sau lưng ma long ám kiểu này, một trường bám vào ba đạo long lân, lưu lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, ngọn lửa màu đen ngưng tụ trên ba đạo nghịch lân, bắt đầu tùy ý thiêu đốt. Không. Ám kiều ma long tựa hồ thật sự cảm nhận được thống khổ, không biết ba đạo nghịch lân kia rơi xuống vị trí, phân biệt là long gân của cự long, long nguyên cùng với long chi tâm tam đại trí mạng kênh. Nói cách khác, đem ba đạo nghịch lân này rút ra ngoài cơ thể, tương đương với việc đem mệnh mạch của cự long lộ ra bên ngoài, cho dù có được lực phòng ngự mạnh hơn nữa, long tộc cũng sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Đang lúc ma long ám kiều chuẩn bị cuối cùng chống cự một đợt, từ dương lại là giành được trước, sinh ra là đem hai đạo luyện hóa trong ba đạo nghịch lân thành hư vô. Tiểu tử, tử ngươi chọc giận uy nghiêm của rồng, nhất định hôm nay phải chết ở đây, mà ta sẽ làm cho bắc cương này hoàn toàn biến thành một mảnh thi sơn huyết hải, những thứ này đều là trả thù ngươi. Ma Long ám hậu đột nhiên bắt đầu buông lời tàn nhẫn, tuy rằng tất cả mọi người đều không rõ người này lấy đâu ra sự tự tin cùng sức mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là Long tộc, toàn bộ chuỗi thức ăn đại lục tồn tại, hắn nếu dám nói như vậy, nhất định là có cái gì không biết hậu thủ. Từ Dương cũng chỉ lạnh lùng cười cười. Bớt nói nhảm, người đã mất đi nghịch lân, chỉ dựa vào lực lượng người đã không có khả năng chiến thắng ta, còn ở chỗ này xin nhân nói mộng sao, Ma Long ám hậu đột nhiên cười ha ha, tiếng cười kia làm càn cỡ nào. Ai nói với ngươi, ta chỉ có thể khống chế sức mạnh của một mình ta, mà Long ám kiều vừa dứt lời, đột nhiên làm ra một hành động khiến tất cả mọi người trong trường quay chấn động chỉ thấy tên này khôi phục trạng thái bán nhân hóa thế nhưng chủ động vươn tay rút ra thân thể của mình mẹ kiếp hắn đến tột cùng là đang làm gì chẳng lẽ là định tự sát sao ha ha vậy có cái gì không có khả năng đối mặt với thực lực không gì sánh kịp của lão đại chúng ta đời này hắn cũng không có khả năng hoàn thành báo thù long tộc bị người ta nhiều nghịch lân tương đương với vũ nhục lớn nhất đối với bọn họ nếu đánh không lại cũng chỉ có thể lấy cái chết minh trí long khôn tự cho rằng mình phân tích như vậy rất có đạo lý nếu như người bị từ dương nghiền ép không phải long tộc cao ngạo có lẽ bọn họ cũng có thể lựa chọn dùng phương thức tự sát chấm dứt tất cả nhưng bọn họ là long tộc không đến một khắc cuối cùng tuyệt đối không có khả năng buông tha sắc mà từ dương vẫn bình tĩnh như trước nhưng trong lòng hắn không thể nghi ngờ đã phán đoán ra cách làm tiếp theo của ám kiều ma long này nếu ta không nhầm người nên gọi đồng đội của mình ra đi cái gì sau khi lời của Từ Dương nói ra, mọi người trong đoàn đội phía dưới hoàn toàn bị kinh ngây người, ngược lại chính hắn, vẫn có thể duy trì phần bình tĩnh cùng thong dong này. Không phải chứ, chẳng lẽ còn có cự long khác tồn tại? Nếu như cường giả long tộc thực lực như ám ám ma long lại có thêm một người nữa, vậy chúng ta chẳng phải là muốn. Hoa diễm nữ là người đầu tiên bắt đầu không an phận, nàng thật sự không nghĩ tới sự tình lại phát triển đến mức này, chỉ là một huyết man nhất tộc, dĩ nhiên liên tiếp dẫn ra nhiều thị phi như vậy mà sau khi long tộc hiện thân, cũng có nghĩa là toàn bộ đại lục đã không còn bình tĩnh nữa. Ha ha ha, không thể tưởng tượng được ngươi ngay cả cái này cũng đoán được, vậy ngươi vì sao còn có thể bảo trì tư thái bình tĩnh như vậy, ta rất tò mò, từ dương cũng cười khẽ. Đó là bởi vì mặc kệ long tộc các ngươi đến bao nhiêu, ta đều có năng lực để cho các ngươi vĩnh viễn lưu lại. Từ dương vừa dứt lời, đột nhiên lòng bàn tay lật ra ngoài, hào quang tu la chi kiếm lần nữa lóng lánh, mỗi khi hắn làm ra động tác này tất cả mọi thứ trong thiên địa đều giống như là đang sùng bái thần minh đồng thời phóng thích khí tức bản nguyên chung quanh thân thể từ dương khi từ dương đem tu la chi kiếm hoành thân ở trước mặt mình khí tức ba động khủng bố không ngừng bộc phát đạo kiếm nhận này quang mang tựa hồ so với lúc trước càng mạnh hơn vài phần kế tiếp ta sẽ phóng thích ra kỹ năng mạnh nhất mà ta có thể thi triển ra trước mắt nếu ngươi chịu đựng được có lẽ trận chiến hôm nay thật sự sẽ tồn tại biến số gì nếu ngươi không chịu nổi như vậy thật đáng tiếc, câu chuyện sẽ sớm kết thúc. Từ Dương còn rất khách khí phóng thích tín hiệu nguy hiểm cho đối phương, mà kế tiếp, khi toàn bộ hắc sắc quang mang của Tu La Chi kiếm toàn bộ biến thành màu trắng, tất cả mọi người chung quanh đều ý thức được, loại lực lượng cực hạn như Từ Dương đã có thể so với cường giả thần cấp chân chính. Thần của ta, Từ Dương chẳng lẽ hắn thật sự là thần sao? Nhất định sẽ không nhìn lầm, trên đại lục thủy chung có một truyền thuyết, nếu như một người nào đó có thể thi triển thuần túy bạch sắc quang mang, thậm chí là quang mang vô sắc, vậy chứng minh người này là thần. Mà trên thực tế, bất kỳ một loại thiên địa nguyên tố đều có thuộc tính và màu sắc của riêng mình. Mà màu trắng, điều này đại biểu cho năng lượng thuần túy nhất trong thiên địa. Phàm là có thể dẫn động cỗ năng lượng này đều không phải là cường giả cao cấp nhất trong thiên địa, mà nếu có thể đạt tới trình độ vô sắc, vậy thì tương đương thậm chí vượt qua lực lượng pháp tắc, có tư cách phán xét chủ thể chúng sinh lúc này từ dương ngưng tụ bổn nguyên chi kiếm bổn thể tản ra hào quang màu trắng sữa là thuần túy mà thần thánh như vậy mặc dù khoảng cách với tu la thần chi truyền thừa cực hạn sau khi chân chính dung hợp thiên sứ chi tâm còn có một khoảng cách nhưng lúc này từ dương không thể nghi ngờ đã làm được trình độ mà bất luận kẻ nào khác đều phải ngưỡng mộ tu la đạo áo nghĩa ma hồn thiên sứ trong phút chốc hào quang màu trắng sữa tản mát ra quang huy rực rỡ giống như mặt trời trói trên không lập tức đem toàn bộ hắc ám vô tận trên bắc cương hoàn toàn sơ tan thay thế nó trở thành lực lượng cao cấp nhất thế gian này mỗi đạo thanh âm phát ra dao động phảng phất đều sẽ làm cho cả thế giới run rẩy thẳng đến một đạo sóng tiếng cuối cùng tiếng nổ bạo phát ra sau lưng từ dương một đạo thần thánh thiên sứ toàn thân màu trắng chậm rãi hiện lên mà mọi người rõ ràng thấy rõ ràng thiên sứ vô cùng thánh khiết này lại có được khuôn mặt đen nhánh như ma quỷ ánh mắt đỏ tươi nghênh đón phán xét đi sau một khắc từ Dương đem toàn bộ lực lượng của mình ngưng tụ trên một kiếm này, sau khi tập trung khí tức bản thể Ma Long ám kiều, diệt thế nhất kiếm rút cục đập xuống, ám hậu Ma Long cũng hiểu được, mình vô luận như thế nào cũng không ngăn được uy lực của một kiếm này. Chỉ sợ cho dù là thần cấp cường giả, khi đối mặt với Từ Dương trung cực áo nghĩa tiến công, cũng sẽ gặp phải trọng thương. Ma Long ám tận không còn lựa chọn nào khác, điều duy nhất hắn có thể làm chính là tận khả năng ngưng tụ toàn bộ lực lượng của bản thể mình, dùng để ngăn cản lực lượng phá hủy của một kiếm này mà đạo nghịch lân thứ ba mà hắn cưỡng chế hai xuống, thì bị hắn ném lên bầu trời, tản mát ra long chi tức giống vô cùng cường thế. Trên bầu trời, uy nghiêm của cự long bị một kiếm kinh thiên kinh thiên của từ dương hoàn toàn nghiền nát. Quy lực của ma hồn thiên sứ cơ hồ có thể so với cực hạn mà thiên địa pháp tắc có thể thừa nhận, một kiếm này đem thân thể long chi của ám thủ ma long hoàn toàn phá hủy, chỉ còn lại long hồn quanh quần trung quanh long chi nghịch lân vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn. Trời ạ, à, từ dương thật sự làm được hắn cư nhiên ở trước mặt chúng ta xóa diệt một con chân long. Mặc dù long hồn kia còn chưa bị phá hủy, nhưng một kiếm này có thể đem thân thể chân long hoàn toàn hủy diệt, đã đủ để chứng minh từ dương cường đại rồi, có lẽ phóng mắt nhìn toàn bộ tam thiên đạo châu, có thể làm được đến trình độ này của hắn, căn bản không vượt qua ba người. Mọi người phía dưới đã hoàn toàn bị kinh ngạc, từ dương cường đại đã không cần dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để kể lại, mà giờ phút này thân thể cự long này dưới sự chú ý của mọi người hoàn toàn bị nghiền nát, khiến cho áp lực vốn giống như núi non trong lòng mọi người, tựa hồ cũng được phóng thích không ít. Mà Ma Long ám kiểu vừa rồi nói, đồng bạn của mình tựa hồ cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện. Ha ha ha, Ma Long ám tộc, người không phải là rất kiêu ngạo sao, tiếp tục là hét đi. Ta thấy, kêu gào chính là những con sâu các ngươi đi, đột nhiên, đúng lúc này, cuối vân thiên, ba phương hướng đột nhiên không hề báo trước xuất hiện một đạo Long Chi uy áp cường đại, ba cỗ uy áp khí tức này xuất hiện lập tức làm cho cả thương khung đều chấn động. Bắc cương lĩnh vực mênh mông, cũng bởi vì ba đạo long lực này bộc phát, đại địa đều bắt đầu liên tiếp run dày, ước vạn chúng sinh trong Bắc cương, sâu trong linh hồn đều bắt đầu không tự chủ được run dày, phảng phất như một loại ý niệm sùng bái thần minh, từ sâu trong nội tâm chúng sinh Bắc cương này này sinh ra. Thậm chí có một ít sinh linh thực lực thấp kém, đều đã không tự chủ được quỳ xuống bầu trời. Hiển nhiên, ba đại uy áp vô cùng cường đại này rõ ràng chính là hướng phương hướng bắc cường cố ý phóng thích ra mà chủ nhân của mấy đạo khí tức này rõ ràng chính là trợ thủ được ma long ám ám bị tử dương chém nát thân thể long chi này gọi tới rốt cục ba đạo long hồn dần dần lộ ra hoàn chỉnh đường nét đằng vân giá vụ mà đến hắc long phương đông nhất thực lực cường đại nhất vẹn vẹn chỉ có hình thái long hồn nhưng có thể tàn mát ra uy áp thần cấp có thể so với pháp tác lực còn dòng hướng nam kia toàn thân tản ra màu trắng bạc rõ ràng là một con rồng cái, về phần năng lực nàng có thuộc tính cỡ nào, trước mắt tử Dương còn không dễ phán đoán. Mà con rồng phương Tây kia cũng đáng để chơi đùa, tuy rằng tản mát ra cũng là khí tức long tộc, nhưng nhìn hình thái này của hắn lúc này tự hồ cùng long tộc theo nghĩa truyền thống còn có khác nhau. Không thể phủ nhận chính là, ba đạo long hồn này tề tụ, nhất thời liền làm cho toàn bộ Bắc Cương trở thành điểm tập kết ánh mắt nhìn chăm chăm của thế lực khắp nơi ba ngàn đạo châu đối với bất kỳ thế lực cường đại nào trong tam thiên đạo châu mà nói trong lúc bất chợt phương hướng bắc cảnh tụ tập bốn đạo cự long khí tức không thể nghi ngờ tương đương với một trận động đất lớn trong ba thiên đạo châu sự kiện bất ngờ như vậy xuất hiện sẽ khiến cho toàn bộ khu vực khác trên đại lục đặc biệt chú ý nguyên bản đây cũng không phải là từ dương muốn nhìn thấy nhưng hôm nay đối phương nếu đã lựa chọn làm như vậy vậy từ dương ngoại trừ đối mặt cũng đã không còn lựa chọn nào khác ha 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 từ dương hiện tại ngươi vui vẻ đi Ta sẽ làm cho cả đại lục đều biết bí mật chân chính của bác cương rốt cuộc là cái gì." Ma Long Ám kiểu điên cuồng cười điên cuồng, trong tiếng cười này tựa hồ còn xen lẫn một chút bi tráng, bởi vì thân thể long chi của hắn đại biểu cho tư bản đáng kiêu ngạo nhất của hắn, một thân huyết mạch long tộc, tất cả đều bị lực lượng nhân loại trước mặt này hủy diệt. Tuy rằng hắn lợi dụng đạo nghịch lần cuối cùng, mang theo linh hồn của mình, cũng không theo thân thể của mình cùng bị hủy diệt, nhưng đối với Ma Long Ám kiểu mà nói, hắn thân là long tộc tôn nghiêm cao ngạo đã không còn tồn tại. Ta nói lão lục, ngươi sao lại lan lộn đến trình độ này? Ha ha ha, lục ca, nếu không phải chúng ta kịp thời chạy tới, ngươi chỉ sợ là bị người này tộc chém giết nha. Thất muội ngũ ca, các ngươi cũng không cần cười nhạo ta như vậy. Hôm nay gọi các ngươi tới là có hai việc phải làm, mà là chuyện đầu tiên, chính là trước tiên đem tiểu tử này bầm thay vạn đoạn, báo thù cho ta, mà Long ám tàu chính là tổ long xếp thứ sáu trong cửu long thiên kiếp năm đó. Lúc này, Ma Long cùng hai tổ Long khác đều đem ánh mắt tập trung vào trên người Hắc Long kia. Mặc dù chỉ là trạng thái hồn thể, nhưng khí tức của Hắc Long này cho dù là từ dương cũng cảm nhận được một chút áp lực so với Hắc Gia Vương trong thế giới ảo tưởng còn cường đại hơn rất nhiều. Người có bất cứ điều gì để nói với thế giới, nắm bắt thời gian, chúng tôi không có nhiều kiên nhẫn để lãng phí người, không thể không nói. Hắc Long vừa mở miệng bước cách chính là rất cao, hiển nhiên hắn căn bản không có đem từ dương trở thành một đối thủ mà đối đãi đáp lại từ dương ngay cả nói cũng không nói với hắn chỉ nhẹ nhàng lau lưỡi dao vô cùng cường đại của tu la chi kiếm của mình chỉ bằng ngươi nói ra những lời này ngươi đã có tư cách chết dưới kiếm của ta rồi ha 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 hảo tử tử ta nhìn xem xương cốt của ngươi cứng sán cỡ nào hắc long cũng không nói nhảm quả nhiên là một người mạnh mẽ phong hành trong nháy mắt tiếp theo long hồn khổng lồ của hắn đã bắt đầu ở giữa không trung du hành động tác mãnh liệt đúng là ba tổ long khác đều không có. Uy áp màu đen khủng bố không ngừng hàng lâm, từ dương rõ ràng phát hiện, hắc long này sở dĩ có thể mang đến cho mình lực xung động rõ ràng như vậy, là bởi vì bản nguyên hắc long trong cơ thể hắn lại cùng tu la lực dị khúc đồng công. Làm sao có thể? Tu la chính là thần cấp cường giả khai thiên tích địa, bản nguyên trong cơ thể hắn làm sao có thể cùng lực lượng long tộc tương tự như vậy? Từ dương mang theo nghi vấn như vậy, triển khai tiến công đối với hắc long này, song phương đánh hôn thiên ám địa, Ba đạo long hồn khác ai cũng không nhúng tay vào, bởi vì bọn họ rất rõ ràng thực lực của nhị ca nhà mình, ở trong long tộc đều là thượng vị giả chân chính, tuyệt đối không cho phép trong quá trình hắn ra tay. Có đồng bạn khác tiến hành trợ giúp. Ngược lại từ Dương bên này, mọi người đều là trong lòng có thừa mà lực không đủ, mỗi người đều muốn tiến lên giúp Từ Dương làm cái gì, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, bằng vào thực lực của mình, chỉ sợ ngay cả bốn đạo long hồn uy áp này cũng không chịu nổi, chứ đừng nói là trợ giúp Từ Dương kiếm hồn khí tức vô cùng cường đại bắt đầu tàn sát bừa bãi trên cao vân. Từ dương thủy trung cường hóa sức chiến đấu của bản thân, nhưng trên thực tế, vừa mới miểu sát thân thể long chi của ám kiều ma long, từ dương đã tiến vào trạng thái mệt mỏi, lúc này hắn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng mà mặc dù như vậy, hắn còn có thể ở trong hư không này cùng đạo hắc sắc long hồn trước mặt đánh thành 5 năm mở. Đương nhiên, nhất định phải nói một miệng chính là, hắc long này cũng vẻn vẹn chỉ là hình thái long hồn, cũng không có thân thể long tộc chân chính cùng hàng lâm nếu như thật sự là hoàn toàn thể chỉ sợ cho dù là từ dương đỉnh phong hiện giờ cũng rất khó chống lại dù sao từ dương có mạnh đến đâu cũng chưa đạt tới trình độ tu la chạm vào thần chi tới hạn năm đó nhưng nếu là hắc long hoàn toàn thể vậy trên đại lục này tuyệt đối là thần chân chính ầm uhm, ầm uhm. kiếm khí khủng bố liên tiếp phát ra nhưng từ dương càng ý thức được tu la lực của mình đối với tổ long hồn màu đen trước mặt mà nói ảnh hưởng cơ hồ là rất nhỏ ha 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 tiểu tử quên nói cho ngươi ngươi một thân tu la thần chi truyền thừa này căn bản không có khả năng thương tổn đến ta bởi vì nam nhân truyền thừa cho ngươi thần chi lực lượng tu la từng là đệ tử của ta cái gì hắc long nói ra những lời này hoàn toàn khiếp sợ tất cả mọi người trong hiện trường lúc này đây ngay cả từ dương xưa nay vân đạo phong khinh cũng không tự chủ được mà dùng mình một cái ân sư của tu la chuyện này từ dương cho tới bây giờ chưa từng nghe tu la nhắc tới càng không biết tu la trước chứng đạo, dĩ nhiên có một long tộc sư tôn, so sánh hai lần như thế, càng làm nổi bật tinh tài tuyệt dưỡng năm đó của tiêu giao đạo quân. Tiểu cô nương kia cư nhiên có thể bằng vào thực lực của mình đứng ở đỉnh đại lục này. Âm âm. Tiểu tử, ngươi đã không còn khí lực dư thừa, chuẩn bị chịu chết đi, khí tức của Hắc Long trở nên càng lúc càng mạnh mẽ. Điều đáng nói chính là, kinh nghiệm tác chiến của Hắc Long này rõ ràng so với ma Long ám kiểu phong phú hơn rất nhiều, xem ra, tổ long này tiến vào thời kỳ thành thục, sợ là cũng có mấy trăm vạn năm. Mỗi một khâu đối kháng với tử dương lúc trước, hắn đều là không ngừng tiến hành thăm dò, sau khi bảo đảm đã nhìn ra toàn bộ nội tình của tử dương, hắc long này mới chuẩn bị ngưng tụ lực lượng, phát ra một kích trí mạng của mình, bất động thì đã, động thì vạn quân chi thế. Đối thủ như vậy vĩnh viễn là đáng sợ nhất, hắc long gầm gừ, tiếng gầm giận giữ bộc phát, hắc long này nhanh chóng tập trung khí tức tử dương. Sau khi Từ Dương vừa mới tiến hành một lần di động trong nháy mắt, quyết đoán đem cả người hắn tập trung ở phương vị cố định trong hư không. Cũng vào giờ khắc này, Từ Dương rõ ràng phát hiện, mình đã mất đi bất kỳ cảm ứng nào giữa hư không pháp tắc chung quanh, ý nghĩa hắn đã bị giam cầm ở hư không này, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tránh thoát. Tiểu tử, thể lực của người đã tiêu hao không sai biệt lắm, phòng chừng lúc này ngươi hẳn là không chịu nổi lực lượng của Hắc Long này, trong đầu, thanh âm cử thải càn khôn chung lại một lần nữa xuất hiện. Hư, người có thể uy hiếp ta còn chưa tồn tại, ta lại tiếp dẫn pháp tác chi lực một lần, nhất định có thể chịu đựng được. Nhưng sau đó thì sao? Thanh âm trung hồn cổ xưa mà hùng hậu, lại xen lẫn một loại khí tức trưởng giả nói không nên lời, cho từ dương một loại cảm giác thập phần kiên định. Đích xác, lúc này đây trung hồn một câu, cũng là làm cho từ dương trở nên á khẩu không nói nên lời. Giờ phút này ra tay với từ dương, vẹn vẹn chỉ là một đạo hồn thể của Hắc Long, cho dù từ dương có thể chịu được lực lượng cường đại không gì sánh kịp của hắc long thậm chí có thể chiến thắng nó như vậy khi bốn đạo long hồn này đồng thời phát ra tiến công liền không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản cường độ tiến công như vậy nghe này hiện tại ngươi lập tức tâm thần thủ nhất mượn thiên nhiên lực khôi phục năng lượng ta sẽ thay ngươi gánh vác đợt này từ dương quyết đoán cự tuyệt đừng tưởng rằng ta nhìn không ra ngươi hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là ở vào trạng thái khôi phục hoặc là nói, từ sau khi tiến vào tiêu giao đạo tông mấy năm nay, người vẫn không có khôi phục đến trình độ đỉnh phong, trung hồn tự hồ có chút kinh ngạc nhìn từ dương một cái. Cái này đều bị người phát hiện. Từ dương cũng chỉ bất đắc sĩ cười cười. Trung hồn hoàn chỉnh, tuyệt đối sẽ không chủ động biến thành bộ phận mảnh vụn vỡ vụn, cho dù ngươi muốn đạt được mục đích ẩn nhận khí tức, như vậy ngươi cũng tuyệt đối sẽ không dùng phương thức như vậy che giấu chính mình, kỳ thật khi thiên nhãn lực của ta lần đầu tiên tiếp xúc với khí tức của ngươi, ta liền nhận ra vết thương. Trên người ngươi khó có thể bù đắp, nếu không, năm đó đỉnh phong ngươi, hẳn là có thể áp đảo chúng sinh đại lục thần tích tồn tại, trung hồn bất đắc dĩ thở dài. Chuyện năm đó cũng không cần nhắc lại, huống chi tạo thành bộ dáng này của ta hôm nay cũng không phải là long tộc, ta cùng bọn họ cũng không có cửu hận sinh tử, nhưng hiện giờ ta đã trở thành đồng bọn của ngươi, vậy ta tuyệt đối không cho phép bọn họ thương tổn đến ngươi. Cho dù trung hồn ta lại một lần nữa nghiền nát thì làm sao, cùng lắm thì ngủ say nửa năm mà thôi. Từ Dương lại lắc đầu, đừng tự lừa mình dối người nữa. Nếu như lại một lần nữa tan vỡ, kiếp này Vĩnh Viễn cũng không có khả năng khôi phục lại thần cấp đỉnh phong năm đó. Không cần phải nói nữa, ta sẽ không để cho ngươi bởi vì ta hy sinh chính mình. Tin tưởng ta, ta có năng lực ngăn cản hết thảy. Từ Dương nói xong, đột nhiên để cho linh hồn mình thoát ly bản thể, rất nhanh một đạo hồn thể vô cùng tinh xảo hoàn chỉnh hình dáng hiện lên trên thân thể Từ Dương, mà Tu La Chi kiếm hắn nắm trong tay nhưng cũng vào giờ khắc này tản mát ra bộ dáng tinh xảo trước nay chưa từng có. Linh hồn có màu sắc là sự khác biệt thiết yếu nhất giữa chúng sinh và thần trên thế giới này. Khi linh hồn thể màu sắc bao phủ rõ ràng của từ dương hiện lên trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc. Kể cả mấy đạo long hồn trước mặt, cũng căn bản không nghĩ tới, ở trong hàng ngũ người bình thường nhân tộc, dĩ nhiên còn có người có thể đạt tới linh hồn cảnh giới như vậy. Tiểu tử, ta không thể không nói, ngươi một lần nữa cho ta kinh hỉ, Ngươi linh hồn có màu sắc, đây không chỉ là ảnh hưởng của truyền thừa tu la mang đến cho ngươi. Trên thực tế, Từ Dương đối với phương diện này biến hóa cũng không quá để ý, hắn cũng không rõ lốt cuộc vì sao linh hồn mình có được màu sắc, nguyên bản hắn thật sự cho rằng biến hóa như vậy là tu la mang đến cho mình, nhưng hiện tại nghe Hắc Long nói như vậy, Từ Dương bắt đầu ý thức được, tu la còn chưa cường đại đến mức như vậy. Vậy thì sao? Những điều này dường như không có bất kỳ mối quan hệ với ngươi, nếu ngươi cảm thấy đủ mạnh sau đó hủy diệt ta, nếu không, cho dù các ngươi là long tộc thì sao? Khí tức của Từ Dương vào giờ khắc này thiêu đốt đến cực hạn, mà linh hồn của hắn có được hào quang màu sắc, phảng phất cũng vào giờ khắc này câu thông một ít lực lượng đặc thù không nhìn thấy trong thiên địa. Không ai phát hiện, khi linh hồn Từ Dương phóng thích ra quang mang mênh mông này, sâu trong địa mạch kinh vân cốc, một cỗ khí tức ngủ say quá nhiều năm bắt đầu hồi phục. Coi như là toàn bộ bác cảnh bị uy áp của Long Chi mênh mông bao phủ mỗi một khu vực, những linh hồn chúng sinh kia cũng bắt đầu phục hồi dưới ảnh hưởng của cỗ khí tức bản nguyên linh hồn của Từ Dương. Phảng phất Từ Dương này có được màu sắc linh hồn bản thể, thai ngén có thể sáng tạo vô hạn khả năng kỳ tích chi quang. Cỗ khí tức này quá cổ quái, căn bản không thể dùng phạm chủ của con người để định nghĩa. Vân Thư theo bản năng cảm khái một tiếng, trong ánh mắt đều tràn ngập hào quang sợ hãi. Ồ, người cũng cảm thấy Từ Dương rất đặc biệt sao? Đột nhiên, bộ dung kiếm rất ít khi chủ động nói chuyện với vân thư mở miệng trong ánh mắt nhìn về phía vân thư cư nhiên còn xen lẫn vài phần ôn hòa biến hóa đột ngột như vậy ngược lại làm cho sâu trong nội tâm vân thư tràn ngập ngọt, ngọt ngào đúng vậy lúc đầu ta cũng chỉ là giống như những người khác cảm thấy người này rất cường đại nhưng hiện tại xem ra trên người người này tựa hồ không chỉ có thực lực đơn giản như vậy hắn có thể hết lần này đến lần khác sáng tạo kỳ tích bằng và có lẽ không chỉ là thực lực Đạo linh hồn này của hắn cũng đã cùng ước vạn chúng sinh này có sự khác biệt hoàn toàn bất đồng. Mộ Dung Kiếm cũng là tâm phục phục vụ liên tục gật đầu. Linh hồn có màu sắc luôn là định nghĩa về cấu hình tiêu chuẩn của một vị thần. Nếu Từ Dương là một vị thần thực sự với một vị thần độc lập thì không có gì ngạc nhiên khi hắn làm tất cả những điều này, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa đạt đến cấp độ đó, nhưng xét về cấp độ linh hồn và cảnh giới tâm linh thì đã có thể sánh ngang với sự tồn tại của thần, thậm chí vượt qua cả thần một người bình thường như vậy tự nó đã là một kỳ tích. một dung kiếm lần này khái quát có thể nói là tương đối đặc sắc, cũng đem trong nội tâm hắn đối với một người như Từ Dương có định nghĩa càng thêm hoàn chỉnh. Mà lúc này, nương theo linh hồn quang mang màu sắc này không ngừng khuếch tán, cả bác cảnh đều phát sinh thay đổi thật lớn. Cũng vào giờ khác này, một đạo khí tức càng thêm cường đại, đã bắt đầu ở chỗ sâu địa mạch Bắc Cương ấp ủ.